lạ thế. Chị quyết định chị nói đúng đây quá. Thôi, bố mẹ con nghe chị.
về. Con nói đúng không ạ? Ừ, tôi biết rồi. Mẹ bố, mẹ làm như thế nữa mà lại nhắn con đồng ý không? Con đồng ý nha, đồng ý nha. Hãy lo cho con không bớ tục vào. Mẹ nếu mà có bớ con đang cũng được.